Hello, xin chào tất cả mọi người. Thật lâu quá không quay lại rồi. Chào mừng các bạn đã quay lại với vlog của Hạ. Và có thể gọi mình là Summer. Thì hôm nay như là cái tiêu đề thì bọn mình sẽ cùng nhau đi Georgia, Atlanta nha mọi người. Và đây là lần đầu tiên mà mình được đi Georgia, Atlanta bằng xe. Cũng là lần đầu tiên mà mình được đi xuyên bang. Thì đám cưới chị mình kết thúc rồi thì lúc mà bạn trai mình qua đây á, ổng lái xe cho nên là không tốn tiền vé máy bay. Thì tại sao không, mình sẽ đi ké xe của ổng để đi về bên kia chơi. Thì hồi nãy khoe với mọi người đôi croc của mình có mấy cái charm dễ thương. Thì trên đường đi á, rạng sáng ghé vào cái thị trấn này nó rất là vắng và kiểu như là nó yên tĩnh mà nó sao ta, nó kiểu nó hơi hoang sơ mọi người, nên nhìn nó giống như là một cái thành phố ma vậy. Cho nên là mình quay lại cho mọi người xem, với lại cũng lưu lại cái kỷ niệm hành trình. Thì cái hành trình này bọn mình đi là sẽ khoảng 7 tiếng à, nếu mà ghé đổ xăng và nghỉ ngơi thì khoảng 8 tiếng lái xe. Và hành trình của bọn mình là mình sẽ đi từ Kentucky cho đến Georgia, Savannah là cái thành phố mà bạn trai mình đang ở. Thì nó sẽ mất khoảng tầm, trên mình tra trên Google Maps là 9 giờ, nhưng mà thật ra thì khoảng tầm 7 đến 8 tiếng lái xe thôi. Thì trong lúc đi thì bọn mình cũng ghé vô trước khi mà đi ra khỏi địa phận Kentucky á, thì bọn mình ghé vô Starbucks để mua vài ly nước uống cho nó tỉnh táo. Thì đây là cái loại nước kiểu như là nước dâu, nước chè dâu, nhưng mà nó có sữa trong đó mọi người. Nhìn ở ngoài thì nó đẹp thiệt, nhưng mà uống vào thì nó không có được ngon cho lắm. Kiểu nó kiểu hơi ngọt ngọt mà nó mùi dâu hóa học đó mọi người. Còn cái ly mình đang uống là một trong những cái loại nước uống mà được rất là yêu thích của Starbucks bên này, là strawberry bacai. Nó rất là ngon mọi người, nó giống như là cái gì ta, dâu, trà dâu ở Việt Nam vậy đó. Nó chua ngọt rất là ngon nha mọi người. Ai mà qua đây mới qua Mỹ á, đi Starbucks mà không biết uống cái gì thì nên uống cái này. Mình tình cờ biết một bé em uống á, xong rồi mình uống luôn, thấy rất là ngon. Thì trên xe buồn ngủ, bọn mình bật Netflix lên để xem vài cái phim tài liệu. Thì trên đường ghé thì cũng phải đổ xăng. Thì trạm đổ xăng bên đây á, thì nó đối diện McDonald's. Bọn mình đi qua để đi vệ sinh ké. Hình như là cái khu vực này không có người châu Á hết mọi người. Hiện tại bây giờ là mình đang đi ra khỏi địa phận của bang Kentucky và chuẩn bị tới, thì mọi người có thấy trên bản đồ là nó có một cái đường màu đỏ, là chuẩn bị mình sẽ qua địa phận của bang Tennessee. Bọn mình muốn về tới nhà càng sớm nhất có thể, mình nếu mà dừng ăn thì sẽ mất thời gian, cho nên là sẽ hên xui nha mọi người. Music licensing reimagined. Và cuối cùng thì bọn mình đã đến phía nam của Carolina rồi. Carolina là cái tiểu bang nằm sát bên Atlanta luôn đó mọi người. Là có nghĩa là khoảng chừng vài tiếng nữa thôi là bọn mình sẽ tới nhà rồi. Ai mà mới qua Mỹ chưa biết mua xe gì và dự định mua xe truck á, thì mình khuyên thật lòng nha, xe bán tải đó mọi người, đừng có mua nha. Mình thấy nó rất là hao xăng luôn. Nếu như mà mọi người cảm giác giống như là mọi người single, giống như là boyfriend của mình, chưa có gia đình, chưa có bạn trai và không có nhu cầu nhiều, thì làm ơn đừng mua xe truck. Tại vì nó nuốt xăng rất là dữ luôn và rất là hao, rất là phí. Mình không có nhu cầu chở đồ nhiều, mình không có gia đình, mình không có phải chở đồ cho vợ con, mình không có làm công trình, mình không có làm cái gì hết, thì đừng có nên mua, please. Sẵn đi vào ở trong cái cửa hàng tiện lợi ngay cây xăng á,
để mua nước uống, mua cà phê để cho tỉnh, tại vì ổng chạy cả ngày, chạy liên tục, tôi thì không có biết chạy lái xe. Cái khoảng thời gian này là tôi mới có bằng nèo thôi, chưa có chuẩn bị đi thi bằng lái xe nên là tôi chưa có lái được, nên không có phụ giúp gì được hết. Ổng rất là đuối, cho nên là ghé vô mua cà phê. Thì tôi thấy cửa hàng tiện lợi với cây xăng bên đây á, thì nó cũng bình thường giống như là những cửa hàng khác thôi. Nhưng mà nhìn ở ngoài nó có vẻ cũ kỹ và vintage đó mọi người. Kiểu như là bà nào mà thích thời trang hay qua đây đứng với cây xăng chụp hình thì chắc là đẹp, nhưng mà tôi chẳng thấy ai bên này chụp hình mấy cái chỗ như vậy hết trơn á. Tại kiểu nó cũng kinh cục quá, mà thấy nó đâu có gì đâu. Thì bây giờ bọn mình còn 1 tiếng 20 phút nữa thì sẽ tới nhà, và đây là cái chỗ để dừng chân để cho người ta đi vệ sinh đó mọi người. Thường là qua những cái tiểu bang khác á, họ xây những cái chỗ này để cho chủ yếu để cho người ta vô dừng chân nè, ăn uống hoặc là đi vệ sinh. Thì cái nhà xây rất là to và ở trong nhà vệ sinh rất là sạch sẽ, nhưng mấy cái chỗ này là xe tải hay ghé vô mọi người. Thì finally bọn mình đã tới Savannah rồi. Thì theo như mình nhận xét á, là cái chỗ mà thành phố bạn trai mình ở á, nó khá giống với lại Florida. Thì nó rất là gần Florida luôn mọi người. Cái Savannah này á, nó mọi người hay nói là nó thuộc về Atlanta, nhưng mà thực ra là nó nằm cuối Atlanta, là từ chỗ bạn trai mình đi Atlanta tới 3 tiếng 4 tiếng lận, nhưng mà nếu mà đi qua Florida là chỉ có 1 tiếng thôi, rất là gần luôn, 1 tiếng mấy 2 tiếng gì đó. Cho nên là chỗ bạn trai mình là nó thuộc dạng như là cuối Savannah gần Florida rồi. Thì ở đây á, mình thấy là cái nét cuộc sống ở đây nhìn nó buồn á mọi người. Cái khu nó nghèo, hồi nãy mình có quay cho mọi người á, vừa nãy là cái khu nhà nghèo, còn đây là cái khu này thuộc dạng là khu nhà giàu, nhà có tiền nè. Thì nhà nó sẽ nhà lầu, nhà cao to hơn, nhưng mà bên đây nếu mà ai yêu thiên nhiên thì sẽ ở được. Kiểu họ chừa rừng cây rất là nhiều, mình không hiểu Với sao lại một họ phần chừa mình như nghĩ vậy là nữa. cái thành phố này nó mưa rất là nhiều, hầu như là các ngày trong năm là mưa rất là nhiều luôn, mưa hoài luôn, cho nên là cây cối nó phát triển tốt mọi người. Và nó không giống như Kentucky. Kentucky á, mình thấy là lề đường rồi này kia là người ta đốn hết, còn ở đây á, mình thấy là họ chừa lại một cái dãy nhỏ giống như để che nhà lại á mọi người, kiểu như nhìn nó còn rừng rậm, nhìn nó còn hoang Thì sơ cuối lắm. cùng Bọn mình cũng đã tới được cái chỗ Airbnb rồi. sao Tại cứ sao chạy mà bọn mình ở nhỉ? Airbnb là tại vì bạn trai của mình á, gia đình vẫn còn ở nhà mướn, đang chuẩn bị mua nhà. Thì thời gian này thì bọn mình vẫn chưa có phòng riêng, nên là bọn mình phải ra ở Airbnb. Thì mình vẫn thích ở Airbnb hơn, tại vì nó đủ tiện Sao nghi lại và nó sạch sẽ nè, rồi nó sẽ được thoải mái tự do nữa. Ở với gia đình thì nó kiểu nó không được tự do cho lắm. Và đây là toilet đẹp quá, mốt nhà sau mình là khi toilet quen này nhỉ? 2 năm trời đi chơi liên tục, Thế ở hả? nhiều qua các Airbnb, thì đây là Này có cái chỗ nhà này toilet Airbnb gì mà vậy mình với lại trời? bạn trai mình thích nhất. Toilet trắng đen. Kiểu là nó sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, có tấm bồn, Đẹp có quá. đầy Ủa sao đủ làm hết, nhà tủ gì lạnh, ở bếp. đây luôn mà? Và cái nhà của vị chủ Mua nhà này đồ ở rất là đây sạch luôn mà. sẽ nữa, Ôi có nên trời là bọn ơi. mình ghé về thường xuyên, mỗi lần ghé Savannah về nhà Nhưng đó, là bọn mà mình sẽ ngủ ở đây. Là một trời nơi mà quen ơi. thuộc đối với hai đứa luôn á. Không có hả? Hôm nay là bọn mình sẽ đi dạo Downtown Savannah và khoe với mọi người cái nón champion mới của mình. Ở nhà mình hay gặp mình là cái nón câu cá, mà đúng là cái nón đó là để đi câu cá thiệt, giống mấy cái ông đi câu cá mọi người. Nhưng mà tại vì tôi thích nó thì ở trên tự nhiên nó có cái túi hộp của mọi người, nhìn nó hay hay. Cái này mà biết phối đồ là cũng dễ thương lắm. Thì ngày hôm nay tụi tôi sẽ lên trung tâm của Savannah, và đây là một cái downtown mà mình nghĩ chắc ngoại trừ những cái nơi mà mình chưa đi thì mình không tính nha. Những nơi downtown mà mình đã đi rồi á, thì chắc là mình thích downtown của Savannah nhất, tại mình thấy cái nét nó cổ xưa á mọi người. Và mình cũng nghe nói là downtown của Savannah là cũng là một cái nơi thành phố du lịch cũng được thu hút rất là nhiều, tại vì nó là một cái thành phố du lịch, thành phố cổ đó mọi người. Đó là những cái nơi du lịch mà mọi người thấy có mấy cái chiếc xe này á, là mọi người biết là nó sẽ chở hành khách đi,
những cái tour mà giới thiệu thành phố mọi người, lịch sử của Savannah này á, thì mình vẫn chưa đọc qua, nhưng mà theo như mình biết sơ sơ mấy lần mình đi ngang qua đó là đây cũng là một thành phố cổ. Nó cũng lâu đời rồi, nó cũng có lịch sử lâu đời rồi mà họ vẫn còn giữ nguyên á mọi người. Mặt tiền của những cái nhà này á, sẽ được những cái shop quần áo nó thuê lại, thì giống như Việt Nam mình nhé mọi người, nhưng mà bên Mỹ này cũng thuộc dạng lạ đó. Tại vì thường á, là shop quần áo á, họ sẽ nằm trong trung tâm thương mại, còn cái này á, là shop quần áo họ nằm giữa dưới đường luôn, cho nên là khách người ta rất là thích là người ta đi bộ ở đây, xong rồi người ta thích mua sắm thì người ta sẽ quẹo vô hoặc là ăn uống gì đó. Thì bọn mình tìm một cái chỗ parking, và thật sự là mỗi lần mình không biết những người mà người ta thuê nhà ở downtown thì sao nha, nhưng mà mỗi lần mà mình đi lên downtown chơi bất kỳ đâu, kiếm chỗ đậu xe rất là khó luôn, phải chạy mấy vòng luôn, kiểu như là tranh giành xong rồi kiếm chỗ để chen vô mọi người, thì khó lắm mới kiếm được cái chỗ này. Và thường là họ có mấy cái cột, hồi nãy mọi người thấy cái cột mà chỗ bọn mình đứng có chữ P không, là parking á, là đậu xe, thì mình tới đó xong rồi mình sẽ xem thông tin rồi nhập thẻ vô và trả tiền, chỉ nhiều, có mấy đồng thôi, không đáng nhiều hết á, nhưng mà cũng phải trả để nó in ra cái tờ giấy á mọi người, cái mình để vô xe, chứ không thôi là cảnh sát tới là sẽ kéo xe mình đi á. Thì lay hoay một hồi thì ổng cuối cùng ổng cũng trả được đó, ổng đang trả đó mọi người. Hôm nay thì mùa này bọn mình đi là đang là mùa hè, cho nên là nó rất là nóng, nên là mình mặc đồ cũng mát mẻ thoải mái thôi à. Thì bọn mình ghé vào một cái quán Thái, thì mình rất là thích đi chơi ở downtown, cho nên là bọn mình kiếm cái gì đó ăn ở downtown cho nó dễ. Nhưng mà thật ra nói thật là ăn ở downtown không có cái gì mà ngon hết. Thường là downtown là nơi đắt đỏ, kiểu như cho khách du lịch nè, hay là những người có tiền, cho nên là nó cũng không có ngon lắm. Giống như ở Việt Nam á mọi người lên quận 1 ăn món Tây thì được, chứ bọn mình mà ăn mấy món hủ tiếu, bún bò rồi này nọ đó, mà trong mấy cái khu trung tâm thương mại này nọ đâu có ngon đâu, đúng không? Kiểu vậy á. Thì ăn xong á, thì đi ngang qua mình thấy một cái chỗ bán xà bông tắm bồn, thấy nhìn nó hay hay nên ghé vào lượm mấy viên. Tại vì chỗ đang ở nó có bồn tắm á, nên là ngâm thử thì thấy cũng bình thường thôi. Cảm giác giống như là họ chỉ bỏ bột sủi vô, xong rồi họ bỏ màu, xong rồi bỏ tinh dầu vô thôi à. Mình không có thấy nó thơm nha. Mình thấy tắm sữa tắm đồ này kia nó thơm hơn là mấy cái này. Kiểu mấy cái này họ chỉ lùa để lấy tiền của mình thôi à, mình cảm giác vậy á. Thì nhờ ông bạn trai quay giùm trong lúc lấy. Ở đây á, nó làm cũng dễ thương mọi người, kiểu mỗi xô như vậy cái nó để là vô nhìn giống như mấy viên kẹo hay là mấy cái gì thơm thơm ngon ngon á. Kiểu mình chỉ hửi xong rồi lựa mùi thôi. Đáng lẽ là mua 6 viên cho, nhưng mà thôi mua 3 viên thôi. Nhưng mà viên nhỏ như vậy á, nếu mà bồn lớn á, là phải 2 đến 3 viên, chứ một viên nó không ăn thua gì hết trơn. Mua thử cho biết thôi. Thì chỗ này á, mình thấy là họ kiểu không phải là thương hiệu lớn như Bath & Body Works, kiểu họ chỉ là cửa hàng dạng handmade thôi. Thì mấy cái đồ trong đây chủ yếu là chăm sóc da, kiểu tắm bồn á mọi người, nhìn cũng lạ lạ. Mấy cái đồ tắm này kia nó bằng sơ mướp này kia đó. Bên Mỹ mà mấy cái này là người ta yêu thích lắm, mở mấy cái cửa hàng mà kiểu trang trí kiểu vintage kiểu này là mọi người rất là thích. Mình vô mà mình còn thích nữa mà. Bởi vậy mình nói á, mấy bạn nào mà muốn kinh doanh á, mà có chi phí để đi du lịch á, thì nên đi du lịch trước. Mình đi du lịch để mình xem bên nước ngoài người ta bán, người ta cái ý tưởng idea sao á, mình mang về Việt Nam. Mình thấy ở Việt Nam thì cửa hàng giống như vậy thì cũng chưa có. Xong rồi bọn mình ghé vô cái cửa hàng Kung Fu Tea này uống thử. Ở bên này á, thì nói chung ở nhà mấy đứa em của bạn trai mình nè, rồi bọn mình cũng rất là thích trà sữa. Nhưng mà bên đây thật sự kiếm mà chỗ trà sữa ngon rất là khó luôn, chỉ có ở bên Cali á.
khu người Việt á, thì còn có thể, còn bên khu mà người Mỹ á, thì khó tìm lắm. Bọn mình mua nhiều là để về phát cho mấy đứa em uống. Em ở nhà nhem nhóc nên phải mua nhiều. Thì bên này mình thấy Mỹ nó không biết uống trà mọi người ơi. Nó uống trà sữa, nó uống sữa không mà, nó không uống trà. Nên bên này mà tìm tiệm trà sữa mà đậm mùi trà giống như ở Việt Nam á, rất là khó luôn. Thì đó, thì bên Cali bọn mình tìm đúng một quán, một là thơm ngon là Combine Tea thôi. Chứ bên đây là vẫn chưa tìm được chỗ ngon để uống. Cái chỗ hồi nãy cũng không có ngon lành gì hết. Rồi ghé qua Costco để mua cần câu, với lại tôi lại đi tham quan búp bê. Thì Costco nào nó cũng giống như Costco nào mọi người ơi, có mấy món y chang nhau à. Bên này chơi búp bê vui lắm á mấy má, nó bán lẻ nè, túi xách nè, giày dép này nọ nè, mà một hộp có mấy đồng mà. Đi làm bên đây kiếm tiền nhiều, mua mấy cái linh tinh này về buồn buồn nhà chơi nè mấy má. Trời ơi, nhà tôi không có phòng chứ thôi tôi mua về tôi bài, thấy cũng dễ thương ghê á. Trời, búp bê bên đây chơi xuống cái vẫn có đó. Nhà, cửa, ghế, quần, áo, áo khoác rồi này kia. Mấy bà mua trong Costco, mua trong siêu thị chán rồi ha. Cái bắt đầu mấy bà lên Amazon nè, mấy bà lên mấy cái trang web Trung Quốc đó, mấy bà săn về. Còn cái này là họ kính thưa các loại Lego. Mà bên đây Lego mắc quá à. Thôi, đồ chơi người ta có mười mấy đồng mà. Thôi nè, đi vô kìa, đi vô, đi ra. Thôi đây, nghe lời thầy nghĩ lời lắm. Tới đi, tới đi, tới đi, đi ra. Rủ em của ổng đi câu cá, ba người, ba anh em đi câu cá. Thì ở đây mọi người nhìn vậy thôi, cái này không phải là ruộng đâu nha, cái này là biển đó mọi người. Mà biển ở đây á, là để câu chứ không có tắm được. Tại vì biển ở đây kiểu nó dạng đục đục của mọi người, cho nên là mình không có tắm được nha. Biển nó rất là dơ, chỉ để đánh bắt cá thôi. Và mấy cái cầu này là nó cho phép đánh bắt cá, cho nên là mình thấy là người ta tới đây người ta bắt cũng nhiều lắm mọi người. Có những người mà người ta bắt để người ta đi bán lại á, là nghề của người ta mà. Thì mình skip qua cái đoạn này, mình không có quay. Tại vì đi câu cả ngày mà mấy anh em không có câu được gì hết á, mà rất là nắng luôn, không có một cái bóng cây gì hết. Nên là buổi chiều tắm rửa xong rồi sẽ đi ăn đồ Ấn. Thì mình ăn đồ Ấn đã nhiều lần ở Việt Nam rồi mà mình rất là thích. Nhưng mà với bạn trai của mình á, đây là lần đầu tiên luôn mà ổng được ăn đồ Ấn. Thì cái này là tôi dụ nên là ổng đi ăn thử. Thì vô tình sau đó là ổng thích đồ Ấn luôn mọi người. Ổng ghiền đồ Ấn luôn. Sau đó thì tôi với ổng là hai người ghiền đồ Ấn. Tại vì cơ bản á, là bạn trai tôi rất là thích ăn đồ Mỹ, đồ Mexico. Mà Mexico nè, với lại người mà da màu á, người Mỹ đen bên này nè, với lại người Ấn, là ba người, ba cái thể loại đó. Người ta ăn đồ ăn của người ta dùng cái bột cà ri, mấy cái bột mà mùi á, mùi rất là nặng. Cho nên là cái món ăn của họ nó cũng na ná nhau á. Khi mà mình vô mấy cái quán Ấn bên Mỹ là mình thấy người Mỹ đen ăn rất là nhiều luôn. Mỹ trắng cũng có nhưng mà ít. Cho nên là mình nghĩ là cái văn hóa ăn uống của họ cũng giống giống nhau á mọi người. Nên là họ ăn được. Và bạn trai của mình, ổng ăn được đồ Mỹ nên là ổng săn được đồ Ấn. Cho nên nếu mà mọi người ai mà qua bên Mỹ này mà ăn đồ Mỹ mọi người thấy ngon á, mọi người thích cái mùi ngái ngái của nó đó, thì gọi thẳng là cái mùi hôi nách đó mọi người. Nếu mà mọi người ăn được thì mọi người sẽ ăn đồ Ấn được. Bill thì cũng rẻ, bên này thì bọn mình đi ăn cũng tiết kiệm lắm, mấy chục đô à. Thì sau khi ăn xong á, thì ngày hôm khác nữa bọn mình tiếp tục chinh chiến ở cái cầu đó, đi câu cá lại.
Thì bên đây mọi người thấy không, hàu rất là nhiều. Ở dưới đây mấy cái mà lấm chớm này nè là mọi người tưởng là đá ha, không phải là đá đâu, hàu của mọi người. Mà hình như hàu ở đây cái nước này nó dơ hay sao là mình không thấy người dân đánh bắt, chỉ toàn là động vật ăn không à. Là mỗi lần nước nó xuống á, là hàu nó bám vô mấy cái tảng đá, mấy cây cầu á, là nó lộ ra, rồi hàu rất là nhiều. Mọi người coi nè, trời ơi, trời, hàu quá trời luôn. Đây là ngay chỗ cái gầm cầu đi xuống luôn á, đi xuống mà bắt được luôn á mọi người. Hàu với nghiêu nè, nè cái đi vòng xuống đây nè mọi người. Rồi, cái này mở Việt Nam thì chết chứ tôi. Hồi nãy tôi thấy cua con ở đây nhiều lắm luôn á. Bây giờ có thấy không, tôi xuống đây quay mấy bà nè, nó nè. Từ từ nha. Mấy cái chỗ này người ta rào lại á mọi người, là tại vì người ta sợ người vô gia cư vô đây ngủ á. Thì cái chỗ này là quá ngon lành để ngủ luôn á. Tránh mưa, tránh gió. Nhưng mà là mấy con nghiện này nọ mọi người, mà người ta ấy hết rồi. Nè mọi người thấy không? Mấy cái này là bọ biển, bọ nước, nhưng mà có cua con nữa. Mọi ghê, mấy con này nhiều lắm. Không biết xuống đây có sao không nữa. Tại tôi xuống tôi quay cho mọi người á. Này không phải dán đâu nha mọi người, bọ biển á. Hồi nãy tôi đen nè cua con nè. Mọi người nói giùm tôi cái này là con cua hay con còng vậy? Nè nó nè. Tôi nổi hết da gà luôn á, tại tôi sợ mấy con mà chân nhiều nè. Rồi thôi nha má, ở đây sợ quá à. Ở đây tôi thui rồi, tôi chạy mấy má xuống. Giờ này câu là sướng nhất, mát, bóng cái cậu đổ xuống ngồi mát. Rồi nhìn giống cụ bà không. Và một cái ngày khác, tôi không nhớ là chính xác là ngày thứ mấy, ngày bao nhiêu. Tại vì cái khoảng thời gian này cũng khá lâu rồi đó mọi người, từ hồi hè rồi. Cho nên là hiện tại bây giờ tôi đang edit lại. Thì tụi tôi lại đi hoành lại cái downtown của Savannah chơi. Thì như tôi đã nói lúc trước, tôi rất là thích cái downtown của Savannah. Tại vì nó có nét rất là cái cổ kính của riêng nó mọi người. Kiểu rồi chuyện như là mấy cái shop nằm trên đường phố, kiểu cái nét nó khùng khùng điên điên á, thì tôi rất là thích. Thì hôm nay không ghé lại đây. Hôm nay cái đây là cái chỗ mà tụi tôi ăn đồ Thái hôm bữa đó mọi người. Thì hôm nay cũng lại ghé trên, cũng là trên con đường này luôn, nhưng mà tụi tôi sang cái quán khác. Hình như là theo tôi nhớ là tụi tôi sẽ đi ăn sáng, tôi phải ăn quán Việt Nam. Thì con đường ở đây nhìn nó hay hay đó mọi người. Mấy cái shop này nọ, những cái cửa hàng, những cái nhà, tòa nhà ở đây á, là hầu hết là ở trên người ta sẽ cho mướn văn phòng hoặc là cho mướn apartment. Còn ở dưới sẽ là shop quần áo hoặc là quán ăn. Thì thường là ai mà có thương hiệu hoặc là dạng như là có tiền á, thì mới thuê nổi đây, thì giá rất là cao. Tại nó nằm ngay downtown mọi người. Không có gì đặc biệt, và đây là cái quán Việt Nam mà mọi người. Quán Việt Nam ở downtown, thì theo tôi cũng đã từng nói với bà rồi đó, đồ ăn ở downtown á, thì đẹp, ăn cho vui, khám phá, nhìn đường phố, con người thôi nha. Chứ ăn thì cũng không đặc biệt, không ngon lắm đâu. Đây là cái toilet mà tôi thích nhất, tâm đắc nhất, vui rồi, phúc là chưa luôn á. Thật sự kiểu là vô nhẫn nhất, như là mình đang ngồi trong nhà mình đang đi ấy mọi người. Kiểu nó rất là thơm mà người ta để nhạc ở trong đó mọi người, cho nên mình nói là mình cúc cúc không ai nghe hết á. Rồi tụi tôi gọi hai tô,
Tôi là gì, hát cảo nữa, giống như hát cảo xí mại. Hát cảo. Mà sao cái gỏi nhìn chán quá vậy? Còn cái kia là gỏi xoài. Nhìn nó cứ thiếu thiếu thế nào. Tôi hát cảo thì trời, nhìn cái nước chán còn thua mấy cô mì gỏi. Trời ơi, nó cái nước nó trong vi chán. Ăn có gì thôi chứ cũng không có gì đặc biệt nữa. Mấy cái kiến trúc mà dạng này là cổ nè. Lo mày hả? Hả? Thôi sáng nó đâu cần mấy đâu. Chứ giờ đi câu nó nóng cái mũi gì á. Quên cái chuyện mà bồ tôi gọi đi nha, kệ ổng đi, ổng nói chuyện với mẹ ổng, kệ ổng đi. Thì tụi tôi ghé vô cái tiệm mà bán đồ chơi. Thì ở đây kiểu như là mấy cái đồ chơi trong đây không phải là đồ chơi mới ra, mà dạng như retro á mọi người. Dạng là đồ chơi cũ, đồ chơi thế hệ trước, hoặc là thường là bán cho những người mà, những cái bạn mà sưu tập á mọi người. Là trong đây đủ hết luôn, từ mô hình game, mô hình cái gì, mấy cái anh hùng á, gọi là gì mọi người, X-Men rồi Spider-Man này nọ, Marvel, đúng rồi, là đầy đủ hết mọi người, không thiếu cái nào hết ha. Rồi mấy cái phim hoạt hình này kia, Doraemon này kia, có cả mấy cái Bobby nè, Pokemon nè, rồi Bobby cũng có luôn, đủ búp bê hết đó mọi người. Ai thích sưu tập cái gì vô trong đây, có truyện tranh này kia luôn. Thì cái cửa hàng này nó sẽ nằm ở con đường chính, con đường downtown của Savannah nha mọi người. Không phải là Savannah, nó có hai chỗ lận, Savannah Georgia với lại Savannah Atlanta, nhưng mà cái khu này là ở Savannah Georgia nha mọi người. Ai mà muốn tìm á thì lên Google search nha, tìm nha, chứ bây giờ tôi không có nhớ địa chỉ chính xác. Rồi có Mario nữa, đủ thứ mô hình hết, rất là đã luôn, có truyện tranh, sách tô màu, everything. Có đĩa game này nọ, nói chung là ai mà dạng sưu tập game thì vào đây là mê luôn. Đó, đây là cái quầy game của cửa hàng, kiểu là rất là đầy đủ luôn á. Có phim hoạt hình này nè, phải không? Có phim hoạt hình này nè. Đẹp quá hả? Sao nay đâu có màu đâu. Đẹp quá hả? In nét quá hả? Đẹp quá hả? Mở ra, đẹp quá hả? Ê má nào, 8X, 9X vô đây xác nhận mình tôi. Hồi xưa mấy con búp bê dâu này nổi tiếng lắm rồi đúng không? Trên mấy cuốn tập của mình á, tập mà mở ra ở trong nó thơm mùi dâu á mọi người. Hay in mấy con này lắm nè, tập vở nè, rồi mấy cái sticker, rồi cặp sách đi học, rồi mấy con này nổi tiếng luôn. Bây giờ nhìn thấy ký ức ù về ghê lắm má. Xong rồi tụi tôi ghé vô một cái tiệm kẹo, hình như cái tiệm kẹo tên là OMG hay sao á. Thì cái tiệm kẹo mà cũng vui lắm, vô là kẹo everything, là có đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Nói chung là chỉ là kẹo, kẹo và kẹo không thôi. Này chắc mấy đứa nó chưa ra chắc thích lắm á. Kiểu tôi vô đây tôi coi vòng vòng tôi cũng thấy vui, nhưng mà mình không biết chắc là cái nào ngon á, nên tôi cũng không mua gì hết. Hamburger ở Việt Nam hồi xưa nha mấy má. Bên đây có pizza nè, có sushi, có đủ hết. Có mì tàu đây, sushi. Vui vậy má.
tới tối lại chở ngược ra downtown. Bởi vì tôi nói với bà ở Savannah chán lắm đó má ơi. Nói chung là không những ở Savannah, ở Mỹ rất là chán, ngoại trừ California thôi, chứ còn ngoài ra hả không biết đi đâu chơi, chỉ có một chỗ đi chơi duy nhất thôi, sáng trưa chiều tối một chỗ ok, còn không thì có nhà riêng thì ở nhà coi tivi, ăn snack, ngủ vậy thôi. Biết sao á là cái áo này tôi đang mặc là của bồ tôi, không biết bị điên bị khùng gì không biết nữa, ai nhập nữa hay là hết đồ hay sao á, sao lại lấy áo không mặc, bây giờ tôi không nhớ luôn á, tôi coi lại phim cái video này tôi không hiểu tại sao nha. Rồi cái quán kem mà tôi đang quay cho mọi người đó, xếp hàng đúng dài luôn. Cái quán kem này là nổi tiếng nhất ở Savannah, mà tôi không biết tại sao lại đông như vậy. Tôi với bồ tôi chưa có ăn, nhưng mà bồ tôi đã đi hỏi vòng quanh rồi, là maybe tại vì nó lâu năm hay là cái gì đó không biết, nhưng mà mọi người nói ăn cũng bình thường. Thì ban ngày á, không có ai ngồi ngoài đường á, buổi tối mát á, cái người ta bày bàn ngồi ngoài đường mấy cái nhà hàng á thì cũng vui. Tụi tôi thì từ ngày mà giới thiệu cho bồ tôi ăn đồ India là đồ Ấn Độ, bồ tôi ghiền cho rất là khoái, nên là buổi chiều tụi tôi tìm được một cái quán ở downtown ra để ăn tiếp. Nhưng mà đặc biệt nha, đi quán Ấn Độ là đừng đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh rất là dơ luôn. Có cái quán gần đây tôi với bồ tôi phát hiện ra, cái quán đó là sang, nó đẹp thì chưa đi thử. Bữa nay tôi đi toilet trong quán cũ với chồng ấy là coi. Còn ngoài ra là những cái quán tôi ăn ở chỗ khác nó rất là dơ. Thì lúc này thì tôi với bồ tôi chạy lên Florida. Thì tôi nói đó, chỗ Savannah bồ tôi ở cách Florida chỉ có 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng thôi. Thì tụi tôi chạy lên Jacksonville cũng khá là gần. Và cái nhà hàng tối hôm qua ăn đồ India thì nó cũng hơi thất vọng, vì ở downtown là lúc nào đồ nó cũng không có ngon bằng. Đồ Mỹ thì maybe ngon, còn mấy cái đồ nước khác thì để ăn cho có tụ thôi. Còn cái này thì tụi tôi ăn bù, hôm qua ăn chưa có ngon cho nên ăn bù lại một nồi lẩu ở Jacksonville, thì em gái của bồ tôi giới thiệu. Thì quán này ok lắm nha, chỗ này nó cũng lạ, nhưng mà cái mắm này nhìn hơi ớn nha mấy má, nhìn giống cái tô mà cúng để bàn thờ, má có thấy giống không, nhìn hơi ớn nha. Trong đây thì người ta sẽ để cái bếp cồn, xong rồi người ta để cái chảo lên, rồi nước lèo đồ ăn gì đó, mỗi người một cái lẩu, mà cái lẩu nó rất là to luôn á mọi người, ăn no căng luôn á nha, cực kỳ khổng lồ. Xong rồi tôi ăn xong thì mới biết là Jacksonville cũng chán y chang luôn. Tuy là Florida nhưng mà nó không phải là địa điểm du lịch đó mọi người. Địa điểm du lịch ở Florida là chỉ có Miami với lại Orlando. Và cái bãi biển Tampa là bãi biển nổi tiếng của Florida thôi. Còn ngoài ra cái Florida nó rất là lớn, ngoài ra là những chỗ khác là không có gì chơi, mọi người rất là chán luôn. Mà không có cộng đồng người châu Á, nên là mà gần chỗ bồ tôi ở là chỉ có gần nhất là chỉ có Jacksonville, Florida thôi. Mà cái Florida, Jacksonville này á, là đa số là Mỹ đen, nên ra đây rất là chán nha. Nhưng mà mùa hè thì mình cũng mặc đồ kiểu làm tóc kiểu gang gang gì đó cho nó đẹp. Cái khăn này là tôi mới mua, tôi mua ở trong một cái tiệm đồ cũ ở trên đường Savannah mà tôi quên quay cho mọi người. Thì bữa nay tôi mặc đồ cũng kiểu sporty đơn giản thôi. My favorite là áo ống cúp ngực, xong rồi quần mình sẽ mặc quần mà quần thun, quần nỉ, quần đùi mọi người. Và cái thành phố Savannah này á, là thành phố Orlando, thành phố Jacksonville này của Florida nó rất là vắng một buổi trưa luôn. Tại vì ở Florida buổi trưa nóng như Việt Nam luôn đó mọi người, nóng cực kỳ, có khi nóng hơn, nóng 40 mấy độ luôn. Cho nên là buổi trưa ở downtown là không có ai, không có một bóng người, chỉ có hai đứa điên này đi coi sở thú thôi. Mà tại vì chán quá, lỡ chạy xe 1 tiếng mấy 2 tiếng lên đây rồi không có gì chơi hết, cho nên là phải đi vô đây chơi đỏ. Thì ở đây không phải là một cái sở thú nha mọi người, ở đây là trạm cứu hộ dành cho mèo lớn. Ban đầu thì mình đến cái trại cứu hộ này mình cũng có thắc mắc, mình cũng có nhớ tới một chuỗi phim series. Nếu mà bạn nào mà có xem Netflix, là một trong những chuỗi series rất là nổi tiếng của Netflix, đó chính là Pit Cast, là một cái phim tài liệu nói về trạm cứu hộ động vật đã lén lút kinh doanh hổ
thay vì dưới cái mác là cứu hộ, trạm cứu hộ động vật, và họ đã kinh doanh và họ cạnh tranh tới nỗi mà giết người, bắn súng giết nhau, thanh trừng hay là kiểu như là trừ khử nhau khốc liệt, và có FBI tham gia luôn. Và mới đầu mình vô thì mình cũng nhớ mãi mãi không biết là nó có tên trong những danh sách đó không, nhắc về rất nhiều trạm cứu hộ ở trên nước Mỹ. Khi trời ở đây nóng khủng khiếp mọi người ơi, nóng hơn Việt Nam nữa. Tại vì mình coi dự báo thời tiết Việt Nam thì cỡ 32, 33, ở Sài Gòn 32, 33 độ, nhưng mà ở đây là hình như là 36 độ mọi người, nóng khủng khiếp luôn. Thì sau khi mình lúc nãy mình vừa mới tra trên Google, đoạn phim tài liệu có nhắc đến cơ sở này, nhưng mà cơ sở này cũng không phải là một cơ sở chính nằm trên phim tài liệu. Thì mình đang ở khu bảo tồn, bây giờ mình đang đợi bạn trai mình đi vệ sinh ra thì bọn mình sẽ đi chơi nha. Báo luôn có nhà vệ sinh, xong rồi có chỗ xịt mũi miễn phí nè mọi người. Thì sáng giờ này cũng có nhiều khách, cũng có một vài khách đi tham quan. Anh nó cho xịt kem chống nắng, xịt mũi miễn phí nè, miễn phí á. Trong một đoạn nhỏ nhắc tên cơ sở này thôi, đó chính là một đoạn mà những chủ của những cái trạm cứu hộ khác nói chuyện với nhau, và họ đặt ra câu hỏi là cái trạm này nó có khác gì không với những trạm khác không, nó có là một nơi đặc biệt làm việc đàng hoàng không. Thì những người trong ngành họ cũng nói là cái trạm này nó cũng chẳng khác gì cái chỗ Tiger King hết. Họ cũng nói chung là không phải là con sâu làm rầu nồi canh, là trong nồi canh này có rất là nhiều con sâu. Thì đó là những gì mà mình xem ở trên phim. Thì hôm nay thì mình tới ngoài đời thật, thì thật sự theo những gì mà mình nhận xét á, thì cái chuyện mà người ta kinh doanh hay là có khanh trừ nhau ngoài đời thiệt hay không thì mình không biết, nhưng mà có người đi tù, FBI điều tra là có thật nha mọi người. Tại vì phim tài liệu đó là có nhân chứng, có phỏng vấn ở trong tù này kia, là những người thật việc thật hết. Cái phim tài liệu đó rất là đỉnh luôn. Rồi khi mà vào đây mình thấy đúng là cái môi trường này á, nó nếu mà để nó là dành lâu dài cho những con thú này là thật sự là không không có được tốt, chẳng khác gì ở Việt Nam, thậm chí còn tệ hơn Thảo Cầm Viên ở Việt Nam đó mọi người. Chuồng nó rất là nhỏ hẹp và nó Thú dơ, nha, mà nó ọp chưa ẹp, tắm những nha. con thú này đi bộ trong nó rất là tội. Mà có mấy cái chuồng sư tử, chuồng cọp này nọ đó là không hề có bóng mát luôn mọi người, nó rất là nắng và cái diện tích nó rất là bé. Nhưng mà theo những gì mà sở thú ở đây người ta nói là người ta adopt, người ta nhận về những con thú mà những nơi khác trả về nó sẽ nuôi, và nó nói là môi trường nó nuôi giúp những con này sống lâu hơn. Thì tôi không biết là có hay không, và có một bản danh sách rất là dài lúc nãy ở ngoài mọi người có xem đó, cái bản danh sách mà mình, cái bản màu cam á, có rất là nhiều cái ô nhỏ hình ảnh từng em, tên của từng em trên đó, là adopt là ở nơi này đã từng nhận về và thả ra thiên nhiên rất là nhiều. Tới đó thì rất là nắng mà cọp ngủ hết trơn rồi, không có gì vui hết, thì bọn mình đi về. Cái này là một ngày nào nữa mình cũng không nhớ, tại bọn mình đi nhiều quá. Trong đây là một cái video mà mình crop lại cho mọi người trong một tuần mình ở bên Savannah, ở khu vực Savannah với lại Florida. Thì đây là một cái quán mì theo kiểu manga. Bé ngồi đối diện đây là em út của bạn trai mình, thì bé này nó rất là thích manga mọi người, rất là thích sưu tập truyện tranh, sưu tập nhân vật hoạt hình, game, nói chung là kiểu 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 giống như là streamer vậy mọi người. Thì em nó dắt tụi mình vào trong cái quán mì này ăn rất là lạ luôn mọi người, mọi thứ xung quanh trang trí này nọ theo kiểu manga đó. Thì hôm nay tôi mặc một cái váy bánh bèo thì mùa hè mà lâu lâu mình cũng phải bánh bèo chút xíu đó. Con bé rất là man nha mọi người. Thì hôm nay con bé dẫn đó cục khăn đồ này nọ, thì cái khăn này cũng là mua cùng với cái khăn màu hồng rồi hồi lúc nãy luôn. Thì hôm nay bà đặt cục khăn này nọ, bánh bánh bèo đồ đó, ba người đi ăn mì xong rồi dắt nhau ra khu phố cổ. Là cái khu phố cổ của khu vực Savannah, là nơi này cũng là một cái nơi du lịch nổi tiếng á. Cái khu vực này á, là nó giống như là khu du lịch vậy mọi người, vừa mà di tích lịch sử vừa du lịch luôn. Thì nói chung là ở Mỹ mọi người đi đâu mà thấy đường đá, đất đá nè, nhà bằng đá kiểu này là kiểu như nhà xưa, nhà cổ á mọi người. Ở Mỹ mà cái gì cổ cổ là nó hay còn đá lắm, không hiểu sao ngày xưa người ta hay dùng chất liệu đá rất là nhiều luôn.
và hai bên đó là những cái quán ăn kiểu phong cách thời xưa mọi người, kiểu như là khu vực này giống như khu phố cổ vậy, thì nhà cửa nó lạ lạ đẹp đẹp á. Thì đi bộ vòng vòng chơi vậy thôi, hóng mát vậy thôi. Rồi mình qua sẵn quay lại cho mọi người xem cảnh của trung tâm thành phố. Mấy cái nhà bên này rất là đẹp mọi người ơi, kiểu nó cổ kính mà cái phong cách thời Và cây xưa. cối thì rất là xum xuê luôn. Bên này là cây cối là khỏi nói rồi. Họ giữ cái môi trường rất là tốt mọi người. Và mấy cái nhà ở đây á, thường là nhà cổ, nhà lâu năm mà người ta sử dụng, nhưng mà người ta không có làm để bảo tàng này nọ thu vé. Chỉ có là cái dạng giống như là cái gì mà hoành tráng lắm, gọi là vô lịch sử luôn á. Chứ còn mà bình thường mấy cái nhà cổ này ở Mỹ nhiều lắm, cho nên người ta vẫn cho mướn thuê mặt bằng bình Thì hôm thường. nay thì mình quyết định là mua AirPods Max nha mọi người. Tại vì mình có AirPods nhỏ, AirPods Pro bạn trai mình cho mình, nhưng mà mình thấy AirPods Max này mình cũng thích, kiểu mình làm có tiền nên cũng thích mua sắm á mọi người. Với lại cái này đeo á, đi đi máy bay rất là thích nha. Cái này á thì nó không có khác gì với một cái tai nghe bình thường hết, thật sự luôn, nghe nó cũng không hay hơn, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có một cái chức năng duy nhất mà mình thấy phù hợp để cho đi bay, nếu mà bạn nào bay thường xuyên giống như mình là đi du lịch mỗi tháng, cho nên là mình cần cái em này. Tại vì cái em này nó chống âm thanh ồn với là âm thanh ù rất là tốt. Khi mình đi máy bay á, mình bị ù rất là khó chịu luôn, và mình bị sợ độ cao, cho nên là khi mà mình nghe tiếng máy bay, mà máy bay rung lắc á, mình mà nghe là mình sẽ rất là thót tim. Nên là mình đeo cái này vào á, là mình đỡ cái là mình không có nghe cái gì hết. Hello. Hello. Hello mấy bà, hôm nay buổi sáng tôi đang ở Walmart. Thì trong lúc bạn trai tôi đang đi lựa cần câu thì tôi kể mọi người, tối hôm qua bọn tôi đi câu cá, câu tới khuya luôn mọi người, câu tới 9 10 giờ đêm luôn. Trời, cái cầu đó tối thui đúng sợ ma luôn á mọi người. Đáng đứng câu thì càng về đêm á, thì dễ câu hơn, kiểu cái cần nó giật mấy lần luôn mà không kéo lên được. Mà ở đây á, thì câu cá đã lắm, có cá mập này kia mọi người. Thì bạn trai tôi đang canh câu cá mập mà kéo mấy lần vẫn đứt dây, nói chung hôm qua su lắm, bị ruột cá hết mấy lần xong bị đứt dây này nọ nữa. Thì sáng nay tôi chuẩn bị đi về thì hôm nay tôi mặc đồ sporty cho nó lên sân bay cho nó thoải mái, quần Lululemon, mang Crocs, áo thun thì thôi. Rồi buổi chiều đó mình đi qua chỗ bên người quen á để câu cá, thì mình không có quay lại, mình chỉ quay lại mấy cái đoạn ngắn để làm kỷ niệm trong điện thoại thôi. Thì vô tình thì cái ngày đó là cái ngày câu được thành công nhất mà mình lại không quay, mà lại vui nhất nữa, rất là tiếc luôn. Tại vì có đông người, mọi người có đầy đủ gia đình của bạn trai mình, cho nên mình cũng ngại lắm, mình không có quay. Mình sẽ có một cái thao lưới như vậy, cái mình cột cái đùi gà vô mà rất là dễ lắm mọi người, tại nó cạn á, cứ thả xuống là dính, thả xuống là dính luôn mọi người. Mình cứ thả xuống, mình đi một vòng 5 10 phút sau mình vớt lên là dính, mà đa số là cua đực chứ không có cua cái. Tại vì nghe mấy em nói á, là cua cái nó ở trong hàng nó đẻ chứ ít khi nào mà bắt được nó lắm. Thì tình cờ bắt được hai con đang đang nhảy với nhau á mọi người, đang giao phối, nên là vô tình bắt được con cái luôn. Và rất là nhiều luôn á mọi người. Mọi người tin không, cái thùng đá mà bạn trai mình bỏ cái con cua này vô nè, là bữa đó là bọn mình đi đi câu cua á, là được nửa cái thùng đó luôn á, đầy cái thùng đó luôn, khoảng hai mươi mấy 30 con á, mà nhỏ cũng có, to cũng có, mà rất là ngọt nha, tại là mới mà. Đó là nửa đầy đầy cái thùng, nửa cái thùng này luôn. Mà bữa đó là mình còn vớt được cá bơn nữa, tại cá này nó hay bơi sát ở dưới cái mặt hồ mọi người, mặt mặt biển á, nên là cái lưới này mình bỏ xuống thì vô tình nó đang bơi qua mình xớt lên, mà mình nghĩ là chắc nó tham ăn, nó đang ăn thịt gà mọi người. Mình câu được hai con đó luôn, rất là to, to bằng hai cái bàn tay luôn. Thì cái này là cái video mà mình kỷ niệm, mình quay lại là hai cái thằng Mỹ Đen đó nó câu được cái con cá mập. Còn cái này là em dê quay được trước cái chỗ Airbnb bọn mình ở luôn,
bên đây là chúng như thiên nhiên hoang dã lắm mọi người ơi, con này con kia ngoài đường tùm lum hết đó. Em cho quá đáng yêu. Thì bọn mình có đi xem phim Haunted Mansion, là cái phim mà mình nói với mọi người là trong Disney mình có quay lại cho mọi người cái ride đó một lần rồi đó. Thì cái phim này dựa trên cái ride đó thì mình sẽ thấy một vài cái tình tiết rất là nổi tiếng mà trong cái ride mình có thấy, đó chính là quả cầu xong rồi có cái đầu bà đó bay lưng lửng, mọi người nhớ không? Rồi đây là cái đoạn đầu mà mình vừa mới vào cái ride, xong rồi mình thấy giống như là mình đang xuống dưới tầng hầm á, nó lộ ra mấy bức tranh với mấy con cá sấu á mọi người, là cái đoạn trong phim này nè, đó là cái đoạn này, là cái đoạn mà mình mới bước vô cái ride mà mình có quay cho mọi người. Rồi còn có một cái vài đoạn khác nữa, giống như là cái đoạn mà mấy hồn ma đang nhảy và ăn uống với nhau á, cũng là một cái đoạn rất là nổi tiếng ở trong cái ride đó. Và cái phim này nó cũng làm lại luôn, thì nó nói lên một cái câu chuyện hoàn chỉnh của cái ride đó. Nếu mà bạn nào chưa có coi thì lên mạng kiếm xem nha, rất là hay luôn. Cái này là có trên mạng rồi, phim mới nhất của năm 2023 luôn, Haunted Mansion nha mọi người. Yeah, these ghosts definitely don't want to leave this house. Quỷ này bữa nay cũng hơi mập như heo vậy. Lần nào xa bạn trai cũng khóc hết mọi người, khóc bù lu bù la hết, lần nào cũng ôm nhau khóc. Thì tôi khóc, và có lần ổng khóc chung với tôi cũng có. Nói chung là đoạn đường 2 năm qua bọn mình quen nhau thì cũng có nhiều khó khăn lắm mọi người. Ban đầu bọn mình quen là quen từ Việt Nam, rồi quen xa mấy tháng trời ở Việt Nam mà mới được gặp nhau lần đầu tiên. Xong rồi lúc đó ổng cũng chưa có thương mình lắm đâu. Xong rồi ổng về Mỹ là mình là người bị lụy nhất. Xong rồi mình cũng nghĩ là chắc chia tay, tại vì lúc đó giấy tờ đi Mỹ mình cũng chưa tới, mình không biết khi nào mình sẽ đi Mỹ nữa, rồi không biết là cái chuyện tình yêu của mình nó sẽ tới đâu. Xong rồi tự nhiên đùng cái giấy tờ tới cho được đi Mỹ, vậy là ổng thay đổi 180 độ luôn. Tại vì ổng biết là bây giờ cái chuyện này nó có câu trả lời rồi, nó chắc chắn rồi, mình qua Mỹ nó sẽ dễ hơn. Cái ổng bắt đầu để hình điện thoại, hình hai đứa tôi, xong mà ổng thương tôi nhiều hơn. Rồi từ đó là tháng nào cũng gặp hết, mỗi tháng là gặp một lần, là thấm thoát trôi qua là bên nhau cũng được 2 năm rồi. Nhanh quá trời nhanh luôn. Thì tôi quyết định là hè năm nay 2024 nè, là tôi sẽ dọn qua ở với ổng. Thì chắc sẽ có nhiều khó khăn á mọi người, tại vì tôi nghĩ đến chuyện ra riêng thì tôi cũng phải nghiên cứu. Thì tôi phát hiện ra là có rất là nhiều khoản phí phải trả, tiền bill rất là nặng luôn. Giống như sắp tới là tôi mua xe nè, là tôi phải trả tiền bảo hiểm xe, rồi trả tiền thuế xe, xong rồi mướn nhà apartment là trả tiền rent, trả tiền mướn nhà là riêng, rồi tiền điện nước riêng, tiền bảo hiểm nhà, rồi tiền thuế nhà nữa, rồi tiền thuế nhà rồi nọ nữa, bảo hiểm internet, nói chung là rất là nhiều khoản phí phải trả luôn. Thì cái mà mình lo nhất là công việc ở bên kia, tại vì mình ở bên đây mình làm cho gia đình đó, thì gia đình cũng hỗ trợ mình rất là nhiều. Mình kiếm tiền bên Kentucky này rất là ngon, mà bây giờ mình qua bên kia là mình phải làm lại từ đầu, là muốn được lên thợ chính là mình phải làm lại từ đầu, mình phải cho người ta xem tay nghề của mình, bla 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 đủ thứ hết, nói chung là rất là mệt mỏi, nhưng mà vẫn phải cố gắng thôi, tại vì mình đâu thể nào mà mình bám víu lấy gia đình hoài được. Mình vẫn đôi khi nha, mình ở với gia đình thấy vui, nhưng mà nhiều lúc mình vẫn cảm thấy là mình ước mình có nhà riêng, mình ước mình có một cái gia đình riêng thì nó sẽ thoải mái hơn. Thì tất nhiên là không có cái gì bằng tự do độc lập hết đó. Bác Hồ nói mà, không có gì bằng tự do độc lập, cho nên là thôi, cái gì nó cũng có cái giá của nó, thì mình chịu trả giá là được. Ok, không sao cả. Thì finally cuối cùng mình cũng đã lết được tới nhà rồi.
Cincinnati, bao giờ cũng vậy, cảm giác gì á mọi người, cứ bước xuống sân bay Cincinnati là cảm giác oh, I'm home, về nhà rồi, amazing. Kỳ này thì tôi đi về không ai chở tôi về hết, thì tôi đi Uber cũng không sao hết. Nói chung là tôi cũng ghen lắm. Đi Uber bên đây thì đôi khi nếu mà con gái đi một mình á cũng nguy hiểm lắm mọi người, tại vì mình ngồi lên xe của người khác mà người ta chở mình đi đâu mình đâu có biết được, mà đàn ông lạ nữa. Nhưng mà mình vẫn cứ đi thôi, mình nghĩ chắc không sao đâu, tại vì dịch vụ của người ta mà. Nhiều người đi được thì mình cũng đi được thôi. Thì ban đầu cũng hơi lóng ngóng kiếm xe, nhưng mà cuối cùng thì cũng về được tới nhà. Đây là cái phòng của mình, không hiểu sao lúc này phòng sạch sẽ dã man, chứ bây giờ thì như cái ổ chuột rồi. Ok, anyway, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video của mình. Không biết nói lời nào nữa. Rất cảm ơn mọi người. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại video tiếp theo.